Chào quý bà con đến với chuyên mục tư vấn kỹ thuật của công ty Sito Việt Nam đến với chủ đề là vai trò của dinh dưỡng vi lượng đối với cây trồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Lê Minh Quốc để cùng anh chia sẻ về chủ đề này. Chào anh. Theo thắc mắc của bà con hiện nay là tại sao chúng ta phải cần bổ sung vi lượng cho cây trồng? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Xin kính chào tất cả quý bà con. Để cây trồng phát triển toàn diện cần cung cấp đủ các nguyên tố đa, trung và vi lượng. Trong đó nhu cầu đa lượng của cây trồng là cao nhất, sau đến là nguyên tố trung lượng. Dinh dưỡng vi lượng thì đối với cây trồng là tương đối ít. Tuy nhiên ít nhưng mà vi lượng lại là đóng một vai trò quan trọng không kém so với hai nguồn dinh dưỡng đa và trung lượng. Chúng ta có tất cả là 7 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng. Như sau, như là sắt, đồng, kẽm, mangan, bo, molybden và clo. Thì vai trò của các nguyên tố vi lượng này cũng rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Bất kỳ sự thiếu hụt hay dư thừa nào của những nguyên tố này thì nó đều ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng. Do cây trồng nó bị rối loạn quá trình trao đổi chất khi thiếu hoặc là thừa 7 vi lượng này. Về việc bổ sung vi lượng, nó còn giúp cho cây trồng là khỏe mạnh và nó chống chịu lại được các bệnh sinh lý như là vàng lá, bạc lá, xoắn lá, chết nhánh, chết cành, chết ngọn, rụng hoa, rồi rụng trái non, cây bị suy, bị còi cọc, cây bị trét hay là bị ngộ độc. Đôi lời chia sẻ cùng bà con. Cảm ơn anh. Cái thắc mắc hiện nay của bà con là tại sao người ta bón đầy đủ thành phần đa, trung và vi lượng nhưng mà cái hiện tượng là thiếu dinh dưỡng của cây vẫn thể hiện. Thì xin thạc sĩ là giải thích thêm nguyên nhân là tại sao lại có hiện tượng thiếu dinh dưỡng đó. Vâng, cảm ơn. Thưa quý bà con, thì sự thiếu hụt dinh dưỡng của cây nói chung cũng như là thiếu vi lượng nói riêng, thì khi mặc dù bà con đã bón đầy đủ với là đa, trung và vi lượng thì cây trồng vẫn được biểu hiện là thiếu dinh dưỡng. Vậy lý do từ đâu? Thì kính thưa bà con, thì cây trồng thông thường khi nó có biểu hiện thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ thể hiện cái sự thay đổi về màu sắc và sự biến dạng của lá và thân. Sự biến đổi về màu sắc của lá cũng như là cây bị còi cọc mà dù bà con đã bón phân rồi thì việc bà con cũng cần lưu ý những cái điểm sau để tránh cái sự mà bón phân nhưng mà nó phân bón nó không có hiệu quả. Điều thứ nhất thì đất quá ẩm ướt và thoát nước kém hoặc là đất quá chặt làm cho ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ, dẫn đến cái khả năng hút dinh dưỡng và nuôi cây sẽ kém đi, thì làm cho cây vàng lá và nó sẽ dễ bị chết. Điểm thứ hai đó là do côn trùng nắm bệnh vi khuẩn virus tấn công vào vùng rễ và các mạch dẫn làm cho tắc nghẽn các con đường dẫn truyền dinh dưỡng đến các bộ phận của cây, đặc biệt là các bộ phận như lá và trái cũng như là hoa, làm cho rụng lá, rụng hoa và rụng trái. Điểm thứ ba bà con lưu ý đó là do pH của dung dịch đất nó quá chua hoặc quá kiềm, nó làm cho cây nó không thể hấp thụ được cái dinh dưỡng, bởi vì mỗi cây trồng nó sẽ có cái phạm vi pH khác nhau. Vì nếu mà pH quá chua hoặc là kiềm thì cây sẽ khó mà lấy cái chất dinh dưỡng bà con mặc dù là con đang đã bón vào rồi. Đất chua mà pH nó dưới 4 chấm thì nó làm giảm cái độ hữu hiệu của các phân vi lượng, các loại vi lượng như là bo, molybden, đồng và kẽm. Còn nếu mà cái pH mà đất mà nó cao hơn là 7.5 á thì các vi lượng như là mangan, sắt, bo, đồng, kẽm sẽ bị giảm khả năng hòa tan, gây ra sự mất cân bằng với canxi, dẫn đến cho cây trồng chúng ta bị vàng ở những cái bộ phận tăng trưởng non và những bộ phận tăng trưởng mới do sự thiếu hụt những cái vi chất này. Còn điểm thứ tư nữa bà con có thể là gây ra hiện tượng đó là hàm lượng các vi lượng bổ sung trong phân bón NPK chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu mà cây tại thời điểm đó nó đang cần. Do đó mà bà con khi bón phân cũng có thể là nó chưa có đảm bảo được là những cái biểu hiện
do thiếu chất nó gây ra, nó không có như ý muốn của bà con. Mình xin cảm ơn bà con. Xin cảm ơn anh. Thạc sĩ có thể cho bà con biết thêm về mối tương quan giữa các thành phần vi lượng, đa lượng và trung vi lượng. Vâng ạ. Thì kính thưa với bà con, thì trong cái mối tương quan của cái những cái thành phần yếu tố mà vi lượng, đa lượng và trung lượng thì chúng ta có thể chia ra làm hai mối tương quan, đó là tương quan tương hỗ và tương quan đối kháng. Tương quan tương hỗ đó là sự tương tác có lợi giữa các nguyên tố với nhau. Khi có mặt của nguyên tố này thì nó sẽ làm gia tăng cái tính hữu dụng của nguyên tố kia và ngược lại. Còn đối với những cái tương quan đối kháng thì khi có mặt của cái nguyên tố này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ hữu dụng của các nguyên tố khác. Ví dụ như bà con bón như là molybden sẽ giúp cho gia tăng cái hiệu quả của hấp thụ đạm và đồng. Còn nếu bà con bón magie thì giúp cho tăng cái hiệu quả hấp thụ lân và đạm, nhưng nó sẽ làm giảm đi cái độ hữu dụng của canxi và kali. Còn nếu bà con bón mangan và sắt thì nó sẽ giúp cho tăng cái hiệu quả hấp thụ kali nhưng làm giảm cái độ hữu dụng của canxi và lân. Và đó là cái sự tương quan giữa một số vi chất, nó làm ảnh hưởng đến cái sự hấp thu của những cái dinh dưỡng đa trung vi lượng khác. Xin thạc sĩ cho biết thêm làm thế nào để mà bà con sử dụng cái vi lượng nó đạt hiệu quả cho cây trồng, và có những cái sản phẩm nào mà phục vụ cho cái việc mà cung cấp vi lượng đạt hiệu quả hơn? Xin cảm ơn câu hỏi và kính chào với bà con lần nữa. Thì việc sử dụng cái phân bón thì chúng ta thông thường là có phương pháp bón phân qua gốc giúp cho cây hấp thu qua đường rễ. Thì việc cung cấp dinh dưỡng này là nguồn dinh dưỡng chính. Tuy nhiên thì trong quá trình chăm sóc cũng như là sự phát triển của cây thì cây là nó bị mất đi cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua rễ. Thì trước khi chúng ta phục hồi lại bộ rễ thì chúng ta cũng có thể bón phân và giúp cho cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây phát triển bằng phương pháp phun qua lá, làm cũng là một cái biện pháp cần thiết để giúp cho cung cấp cho cây trồng bổ sung cái nguồn dinh dưỡng kịp thời để nuôi cây, nuôi hoa cũng như là nuôi trái bằng cách hút thu trực tiếp dinh dưỡng qua lá. Để ngoài ra nó còn giúp cho bà con giảm đi được cái lượng phân bón vô cơ mà bà con bón vào trong đất, và chúng ta bổ sung được những cái vi lượng mà nó thích hợp để giúp cho gia tăng cái sức đề kháng của cây, giảm đi cái sâu bệnh hại, giúp cho cây trồng chúng ta tăng năng suất cũng như là cái sản lượng của nông sản. Khi bón phân vi lượng thì bà con cũng cần chú ý các đặc điểm cũng như là các biểu hiện của cây để kịp thời cung cấp được các yếu tố vi lượng này cho cây để cho cây phát triển toàn diện. Thì theo quan điểm của tôi thì khi bà con muốn bón phân, bà con cũng nên kiểm tra đất của chúng ta pH đất như thế nào bằng các thiết bị chuyên dụng, và chúng ta phải đưa những cái pH đó lên cái mức trung tính, thì cái đó cái khoảng phạm vi pH mà nhiều loại cây trồng nó rất phù hợp và nó sẽ giúp cho cây gia tăng cái hiệu suất hấp thu cái dinh dưỡng đó để nuôi cây. Còn về những cái sản phẩm mà bà con có thể sử dụng thì cũng giới thiệu đến bà con cái sản phẩm là Ultrarin. Thì khi sử dụng sản phẩm Ultrarin, bà con tưới phun lên gốc cây, mặt đất thì nó sẽ giúp gia tăng pH đất nhanh trong vòng 1 tuần, và sau đó 1 tuần pH nó lên mức ổn định trung tính thì bà con sẽ sử dụng phân bón được. Ngoài ra thì đối với bên công ty Sipto thì cũng xin giới thiệu đến bà con một số dòng sản phẩm vi lượng và qua gốc như là Sipto V Cansibo, Sipto V kẽm, Sipto V đồng cũng như là Sipto V hỗn hợp Camis. Đó là cái biện pháp mà chúng ta cung cấp qua đường rễ. Còn nếu mà trong thời gian mà đó cây trồng nó cần dinh dưỡng nhiều hơn để mà nó bổ sung và phục hồi nhanh hơn thì bà con cũng có thể sử dụng phương pháp phun qua lá bằng sản phẩm vi lượng hỗn hợp Sintomid của công ty Sinto. Cảm
Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Lê Minh Quốc. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi chủ đề vai trò của dinh dưỡng vi lượng đối với cây trồng. Mọi thắc mắc bà con có thể gửi câu hỏi và liên hệ hướng dẫn bên dưới. Bây giờ chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn.